Ở một quốc gia biển như Việt Nam, biển khơi đã gắn bó ngàn đời nay để nuôi sống hàng triệu triệu người dân ven biển, đồng thời tạo đà cho Tổ quốc phát triển. Vì vậy mà việc bảo vệ Tổ quốc trên hướng biển đảo cũng luôn được các thế hệ người Việt Nam đặc biệt chú trọng. Một trong những giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong thời kỳ mới là xây dựng các đơn vị đặc công nước đặc biệt tinh nhuệ, thông thạo luồng lạch, khí tượng các vùng biển đảo, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Đây cũng là một trong những lực lượng tham gia tích cực vào công tác cứu hộ cứu nạn, làm điểm tựa cho ngư dân trong bão giông sóng gió. Nghệ thuật tác chiến đặc công là nội dung đặc biệt được đúc rút qua các thời kỳ lịch sử. Đối với nghệ thuật quân sự đặc công thì cán bộ và chiến đấu viên đặc công người Nhái này thường xuyên nghiên cứu, quán triệt và vận dụng phát huy vào trong cái quá trình huấn luyện cũng như là diễn tập tại đơn vị. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ và chuyên sâu thì nữ đoàn có đổi mới về phương pháp, đổi mới về tổ chức, đổi mới về nội dung huấn luyện, đặc biệt là đúng cái chỉ tiêu là huấn luyện biển. Về tư tưởng, về kinh nghiệm, về học hỏi thì cán bộ chiến sĩ sẽ quyết tâm phát huy truyền thống đó về trong cái suy nghĩ, trong việc làm, trong hành động. Đấy, làm sao đó tô thêm thêm truyền thống của lữ đoàn đặc công Nam Anh Hùng. Là đơn vị tiền thân của lực lượng đặc công nước, lữ đoàn đặc công Hải quân 126 đã phát triển mạnh mẽ các kỹ năng toàn diện cho chiến đấu viên. Ngoài đặc thù nghiệp vụ trên sông nước, còn có nội dung đổ bộ đường không, đường biển, chống khủng bố. Mỗi cán bộ chiến đấu viên, nhân viên trong lữ đoàn đều ra sức thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, lập thêm nhiều thành tích trong năm huấn luyện này. Quán triệt các chủ đề về thi đua, huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy hiện đại. Tôi và các đồng chí trong đơn vị đã quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện về chuyên ngành bơi nặn, bơi giỏi, nặn giỏi và bảo đảm an toàn. Phương châm là huấn luyện là cơ bản, thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu sát với lại phương án tác chiến phù hợp với tổ chức biên chế vũ khí trang bị của đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị.